Dạ, Nam xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Lan Kiên Giang. Thì ngày hôm nay Nam sẽ tiếp tục về câu chuyện của Trọng Súng, cũng như là sau khi mà mấy clip Nam lên Nam nói về gia đình Trọng Súng thì Trọng Súng có liên lạc với Nam và cũng như là nói lý do tại sao mà Trọng Súng đi lên Sài Gòn và cũng như là nói đi lên làm mà không làm và đi về. Thì những gì bữa giờ Nam cũng lên Nam nói và cũng như là Nam mạch mặt về Trọng Súng đó, thì Trọng Súng gọi điện thoại cho Nam và cũng như là nói những cái lý do tại sao mình lên và đi về đó. Thì bây giờ Nam sẽ mời mọi người nghe cái đoạn video, cái đoạn mà Trọng Súng gửi tin nhắn thoại cho Nam, rồi mọi người nghe xong rồi Nam sẽ kể tiếp nha đó. Thì trong nên là nhớ là trong cái video này thì Nam sẽ không có gọi là phải binh vực hay là bao che gì cho Trọng Súng. Trọng Súng chia sẻ cái gì thì Nam sẽ cho mọi người nghe, và cũng như là Nam cũng nói là rồi, một khi mà Nam đã lên tiếng Nam nói về Trọng Súng đó thì không bao giờ mà Nam lại mà binh vực đó. Thì mời mọi người nghe nha. Không có là như vậy nè, hôm bữa tôi đang ở Hà Tiên ở trên những nhà trọ trên chung nhà tôi nè, rồi bắt đầu một phút cái Nam nó điện nó nói là trên Sài Gòn á, là tôi ở trên cảnh là nó quen ai đó có nhà trọ, rồi bắt đầu á kêu tôi hai chồng tôi lên chỉnh đi làm, rồi tôi nói thôi cảnh có nhà trọ với công an việc làm gọt củ thắng củ năng gì đó tôi không rành nữa. Rồi cái tôi nói thôi giờ ở đây khổ quá, anh làm ngày có 50.000 chết luôn rồi. Rồi tôi mới lội tình tình về đó là tới cái khúc mà Ba Hòn á, cái tôi gian xe về về cái tỏi. Rồi tỏi tôi ở được vài ngày xong á là tôi quyết định là lên Sài Gòn rồi hay đó. Thì bữa hôm tôi ở khúc nhà trọ cũ đó. Rồi đầu tôi suy nghĩ nó ngồi lên chảnh sống như ở đây mấy thằng kia nó giếng lộ tiền hoài à. Rồi tôi mới định tôi lên, rồi tôi mới điện cho nấy đó, nên hỏi đi tới đâu rồi đó. Rồi dọc đường cái loại tình cái gặp mấy ông phố nội đâu á mà một cái trục hàng YouTube vậy đó, đó là nó quay cầm máy quay quay trực tiếp là nó ùa là nó quay thì lại lỡ nó quay rồi quay luôn chứ biết làm sao bây giờ giấu gì nữa đó. Mình anh tôi ảnh một đống đứa con rồi tôi làm lại mấy thằng kia đó là thấy gì cho quay luôn rồi cái đầu tôi mới lại chỗ quán cơm cái tôi tính mua coi một cái dĩa canh chua cho mấy đứa này nó ăn nè. Rồi cuối cuộc cái người ta nói thấy là tao miễn phí hết luôn, cũng như cái tàu nó có 100 mấy đó, người ta miễn phí cho tôi luôn, là chủ người ta tự động ta thêm đồ ăn vô đó, vừa vừa là canh chua vừa cá kho luôn, là cũng tầm trăm trăm ngoài đó chỗ cái quán cơm mà Mai Vàng hay gì đó, là như Mai Vàng hay gì ở khu vực chuẩn bị lên cầu mình đó, nằm phía tay phải để khi nào có đi dịp đi ngang tôi chỉ cho. Rồi cây cầu dòng cống mình á, rồi qua cầu dòng cống xong á thì đi xuống dốc cái gần tới thì có gian được cái thằng mà xe mà giống như xe mình xe ba gác vậy đó, rồi có gian xe mui trần á, nó không có mui như xe ba gác của tôi mà nó xin tôi là có gian đựng khúc, thì nó chạy tới cây xăng nó thả gần tới cây xăng nó thả xuống là hai chồng ở tình tèm ngồi tới cây xăng. Cái cây xăng ở đó thì ông chỗ mà cây xăng ông hỏi là hai chồng đi đâu, nó hai chồng cũng đi tình tình gì đó, đi tới đâu ở tới đó ngủ tới đó, lên thành phố làm thì cũng có ông anh cũng nói là có nhà có cửa có ăn việc làm thì lên. Thì cái đó là tôi bắt đầu tôi mới gọi tình lên, rồi cái tôi mới nhắn tin cho Bình Định đó là em lên Sài Gòn, cái Bình Định nó không tin, học tin người ta chụp hình nó gửi cho nó chứ tôi đâu có điện nó làm gì đâu đó, rồi tôi chỉ điện cho nấy thôi, còn dưới liên lạc với anh Phúc là anh nói là có việc làm chảnh mà, rồi tôi mới liên hệ với anh đó, sự việc là vậy đó. Rồi còn nữa nha mọi người. Bắt đầu lên chảnh thì anh đi làm gì đó rồi tới chiều tối mới về rồi hai chồng tôi đợi, tôi nói giờ ở nhà trọ không có rồi phải ngồi công viên nữa chứ giờ biết làm sao đó. Rồi ở đầu anh nói anh dẫn tôi lại chỗ mà nhà trọ đó, người ta nói hết phòng rồi, thôi hết phòng tôi nói ủa người quen thì hết phòng này qua nhà trọ khác bình thường thôi, nhà trọ khác thì cũng bình thường, nhà này không được rồi qua nhà kia, rút cuộc nó nói là nó nói lấy cái chứng minh đó mà nó bảo lãnh cho tôi hai chồng tôi mà không được, rồi tao không chịu, mà thấy nó có đi đâu đâu mà không chịu. Đấy, cái chỗ tôi cũng nói hôm kia là cái chỗ tôi bữa hổm công viên tôi hỏi người ta nói là
Không chịu, chịu ngoài là cậu ơi, có giờ vô mướn ta còn phòng đó, nếu nó chịu mướn là mướn, nó mướn trên đó được chứ bộ. Rồi nó làm không được cái lệnh chỗ làm ăn. Rồi tao hỏi làm củ tăng, củ năng, củ sắn gì, có thấy cái màu mè nó đâu mà làm. Rồi tôi chịu làm chứ mà tôi không chịu làm đâu. Rồi tôi tính nói là năm ơi tôi bán với số, bán vé số rồi tôi chưa có tiền, rồi tôi cũng nói là Nam ơi gắng ở đây đi rồi kiếm chỗ ở đi trước đi, hay đi như là ổn định đi rồi hết lo việc làm. Nó trời ơi giờ mình có lo cái ăn trước mắt chứ hồi đó rồi ổn định này gì đó, rồi tôi thấy không ổn định là tôi mới về dưới này nè, thì quê tôi luôn. Chuyện là góp gọn lại lại hai cái đoạn ghi âm đó đó, mọi câu chuyện là góp gọn lại luôn á. À, kết thúc đó chứ tôi đâu có ý định lên chảnh mồi chài của ai đâu. Tôi lên chảnh tôi còn ngay thằng Cúc Thái Nam nó còn dặn tôi phải né mấy thằng kia đó mà, YouTube đó mà. Và tôi cũng vậy luôn đó, vợ tôi là không cho YouTube quay, cuối cùng nó chạy ra nó quay bất tử, không biết đường đâu. Lỡ rồi thôi chứ sao. Tôi thấy lên đây lên chảnh rồi đó, không có chỗ ở, rồi vợ con tôi lang thang quá, rồi tôi thấy quyết định là tôi về. Rồi tôi giận cái vụ mà nói là có chuyện làm mà có chỗ ở không khó, là tôi giận tôi về. Tôi thấy nó ở với tôi ở dưới quê, rồi nó nói vậy nè, thôi bây giờ mấy anh em mình nó cưng lên lên trên này làm đi, rồi đừng cho YouTube quay âm thầm mấy anh em mình làm, nó hứa là không cho YouTube nào lại quay mình trên á. Rồi gọi công an chuyện làm cho hai chồng là nó cũng như là nó nói có người quen ngay chỗ nhà trọ nó đó. Rồi bữa hôm nó nói cái gì mà làm công chuyện là gì gọt của nặng gì đó. Rồi tôi thấy hình hình có tiền rồi tôi mới ở đó, tôi lên cho lên chảnh á, chứ phải không rủ tôi đâu lên thành phố làm gì. Nó đang trả thù cái vụ mà tôi nói vụ măng cục á, nhớ mọi lần không, hai vợ chồng đề cập cái vụ măng cục rất là nhiều với tôi. Rồi tôi nói thôi bây giờ là ngày trước là tôi lên tôi nói vậy đó, rồi tại bên nào cũng muốn hơn bên nào chứ, quánh lộn nào cũng hơn bên nào chứ. Nó làm cái chiêu vậy cho cộng đồng chữ tôi là nó vừa lên view, nó vừa hạ nhục tôi, nó lên nó nói xấu gia đình tôi. Nó đi một cái bài này rất hay, một mũi tên bắn hai con nhạn luôn, mà trong khi đó nó vừa có view mà nó vừa trả thù tôi được luôn, cộng đồng ghét tôi luôn. Ở nó làm như nói chuyện với tôi á, mà nói chuyện mà đề cập măng cục á, làm như nó có quay như vậy, giống như quay như vậy nha. Tôi nghi nghi á, tại vì nó nói chuyện mà sao cái điện thoại nó quay đứng hoài. Chồng này đang có ý đồ gì đó, hay chồng này đang có ý đồ gì với tôi nữa đó. Làm gì là nếu mà nó không rủ tôi lên chảnh, tôi lên làm chảnh làm con mẹ gì. Lúc trước nó đi rủ tôi còn phân gian tôi còn không lên nữa nhá. Đó bây giờ nó nói là công ăn chuyện làm ấy quá ổn định rồi tôi mới lên mà. Đó, đó là những cái gì mà Trọng Súng kết bạn là Zalo với Nam, mà cũng như gửi những cái thoại cho Nam nghe. Thì mọi người nãy giờ Nam cũng cho mọi người nghe rồi. Thì cái câu chuyện giữa Trọng Súng đi lên trên Sài Gòn thì Nam không biết là như thế nào. Và cũng như là sau khi mà Nam lên tiếng, Nam vạch trần sự thật, và cũng Nam nói về Trọng Súng, thì Trọng Súng lại kết bạn Zalo lại với Nam, cũng như là đưa những cái đoạn mà ghi âm Trọng Súng nói về cái quá trình đi lên Sài Gòn đó. Thì những cái gì anh Trọng Súng nói thì Nam ngày hôm nay Nam chia sẻ cho quý vị khán giả nghe, để mà mọi người biết về Trọng Súng. Cũng như là một khi mà Nam đã nói về Trọng Súng thì thật sự là Nam không có bao che cho Trọng Súng một cái gì đó. Ngày hôm nay thì sau khi Trọng Súng xem được những cái clip của Nam hay gì đó, thì Trọng Súng kết bạn Zalo lại và gửi cho Nam những cái dòng tin nhắn thoại này. Thì thật sự Nam không biết là cái chuyện Trọng Súng nói có sự thật hay không, nhưng mà đây là một cái chuyện mà Trọng Súng, sau khi Trọng Súng đi lên trên đây, lên trên Sài Gòn lần thứ ba này đó, thì sau khi 3 ngày ngủ bần ngủ bụi và đi về với lại Kiên Giang đó, thì mọi người cũng đã nghe được nãy giờ những gì Trọng Súng nói, và cũng như là về anh nuôi của mình đó. Thì ngày hôm nay Nam cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả về câu chuyện mà lần phân tích vô những cái gì Trọng Súng nói.
Thì Trọng Xuống là một cái người hiện tại mà một khi mà đã quả lên mà hết tiền thì bất chấp, nói chung là bất chấp mọi thu đoạn, nó là kiểu là giống như là làm sao để có tiền là ok. Nhưng cho dù trước đây người ta chửi mình, người ta phốt mình, nhưng mà người ta nói ngọt mình, cho tiền mình, cái bắt đầu là Trọng Súng cũng chịu. Đó là cái bản chất của Trọng Súng, đó là lúc mà quả lên thì bất chấp. Và cũng như là những gì mình mua để mà làm của, thì lúc mà không cần, không có tiền thì Trọng Súng phải bán ghẻ bán tháo cũng phải bán. Đó, cái đó là cái tính chất của Trọng Súng như vậy, và Nam biết được như vậy. Thì sau khi mà Trọng Súng đã không cầm cự được ở Gạch Giá, bị trỏ đuổi rồi xong bị người ta dí, thì bắt đầu là đi lên trên Hà Tiên ở dưới gia đình của ông bà Tò Te. Thì sau đó thì bắt đầu là anh nuôi mới gọi điện thoại là nói lên đây để mà anh em là không cho YouTube quay, và anh em thì xúm nhau để mà làm ăn, rồi lên đây anh giúp cho công việc làm người này kia các kiểu đó. Thì cái chuyện mà Trọng Súng có chịu làm hay không á, cái đó là cái chuyện của Trọng Súng, Nam cũng không nói nha. Nhưng mà thì Trọng Súng nghe là có tiền nên là Trọng Súng mới đi lên đó làm ăn được, rồi có chỗ ở, có người lo thì Trọng Súng mới đi lên đó. Thì những cái gì mà Trọng Súng nãy giờ Trọng Súng nói, và cũng như là khi mà đi lên thì cũng có một cái gì đó thì Trọng Súng mới đi lên đó. Nên là thành ra sau khi mà không biết lên tới Sài Gòn này thì bị bẻ kèo như thế nào không biết, hay là sao đó, thì nên là giờ dù mấy bữa gầy thì Nam cũng đã làm một cái câu chuyện về của anh Xin, nó A Xin nữa, là cũng vụ mà gọi là độc quyền đó. Nhưng mà hiện tại cái hình ảnh của Trọng Súng ấy, một khi mà Nam nói là Nam không quay thì mọi người cũng thấy rồi, là trong khi mà mấy cái ngày mà cả hơn 2 tháng Nam không quay về Trọng Súng, Nam đã bỏ, Nam không quay Trọng Súng, Nam đi làm một cái chủ đề mới đó. Nên là nói chung với lại là sau khi là cũng không ai mà cũng bây giờ gọi là Trọng Súng, cần Trọng Súng, quay Trọng Súng nữa đó. Nên là thành ra như vậy thì không biết là để làm, nói là gì để làm gì, nhưng mà lên đây thì kiểu giống như là phải dành quay một mình rồi để mới giúp đỡ. Mà hầu hết là nhiều khi là lên đây Trọng Súng điện thêm các kênh nữa hay sao không biết, nên là bây giờ là bị bẻ kèo. Nên là cho Trọng Súng ngủ bơ vơ ngoài đường, Trọng Súng nó lên nó chia sẻ với Nam như vậy đó. Những cái gì mà nãy giờ Trọng Súng ghi âm gửi qua cho Nam đó, Nam cho mọi người nghe đó. Thì bỏ bơ vơ và Trọng Súng bắt đầu là đường cùng phải đi về. Thì đó là cái nguyên nhân mà Trọng Súng lên Sài Gòn lần ba. Thì sau khi mà Trọng Súng nghe Nam bóc phốt giặt trần sự thật của Trọng Súng lên, thì Trọng Súng gửi những cái ghi âm này cho Nam nghe đó. Thì ngày hôm nay Nam gửi cho quý vị khán giả nghe được những gì Trọng Súng nói đó, những gì Trọng Súng nói và tại sao Trọng Súng đi lên Sài Gòn lần ba này đó, nguyên do gì. Thì không biết cái đó là có sự thật hay không thì mình Nam đây cả Nam cũng không gành, nhưng mà Trọng Súng chia sẻ thì Nam lên Nam chia sẻ, và cũng như Nam phân tích về cái câu chuyện mà Trọng Súng, những gì Trọng Súng nói đó. Thì đi lên Sài Gòn này Trọng Súng dẫn dìu dắt lên đây đó, rồi xong lên đây không biết là sao đó, tình hình sao đó, mấy anh em ngày đầu tiên xuống quay 2-3 kênh gì đó thì bắt đầu là bẻ kèo không biết hay sao, thì bắt đầu là cắt đuôi luôn, là cũng như là không giúp cho Trọng Súng. Đó là anh nuôi Trọng Súng bắt đầu là quay ngược lại, thấy anh em phốt thì lên cũng là phốt theo luôn đó. Nên thành ra là Trọng Súng phải cuốn gói về quê quý vị. Đó là những gì mà Trọng Súng ngày hôm nay nhắn tin cho Nam chia sẻ, và cũng như là Nam cũng nói thẳng với Trọng Súng đó. Nam trong video này Nam cũng nói thẳng với Trọng Súng, chắc chắn 100% là những video nào mà Nam lên Nam nói Trọng Súng đều nghe đó, và gia đình Trọng Súng đều nghe, kể cả chị Thì luôn. Thì một khi mà Nam đã lên tiếng Nam nói về gia đình Trọng Súng, Nam nói Nam không sợ, và cũng như là Nam nói là những gì sự thật mọi người đều trước tới giờ cũng đều biết. Nhưng mà mọi người biết qua một cái câu chuyện của Trọng Súng, thì Nam là người trong cuộc, Nam chia sẻ về cái câu chuyện thực tế, Nam biết được cái về hoàn cảnh Trọng Súng, Nam chia sẻ đó. Và ngày hôm nay thì cái sự chuyện mà giữa Trọng Súng và anh nuôi,
thì không biết là như thế nào. Thì những gì mà Nam lên Nam nói thì trọng súng nghe kiểu giống như là tại sao mà nói mày lên Sài Gòn mà mày đi lụm bọc lụm này kia mà mày không làm, mày nói mà mày nhờ kênh YouTube quay xong rồi đi về. Thì trọng súng nghe được những cái clip của Nam, trọng súng nhắn tin ẩm thoại qua nói là lý do tại sao trọng súng lên Sài Gòn đó, và cũng như là xin nói với quý vị khán giả nè, trọng súng lên Sài Gòn không phải ai cũng bây giờ là cũng ham mà dành vô đó quay đó. Những cái kênh nào không có view thì mới dành vô đó như quay thôi, chứ còn tất cả người ta bây giờ những cái kênh người ta thấy người ta quay qua một lần hoặc là quay qua để cho mọi người biết cái câu chuyện trọng súng lên Sài Gòn làm gì và là xong, chứ không ai mà dành quay mà độc quyền hay là dành quay quay để mình tranh tranh giành nhau đây giành ăn với nhau hết trơn á. Nên là đừng có dùng cái đó lên để mà gọi là quay để mà ăn một mình. Nói chung là cái trò đó nó cũ kích rồi, chứ lại nó cũng chưa đủ trình độ để mà mấy anh em người ta giành đâu đó. Nên là thành ra như vậy thì ngày hôm nay Trọng Súng cũng lên để mà nói về cái câu chuyện mà lý do tại sao Trọng Súng đi lên Sài Gòn và cũng như đi về quê, thì mọi người cũng đã nghe những gì Trọng Súng nói đó. Thì cái này là Nam cũng không phải nói xấu người ta hay đặt đề đặt kiện hay là ganh ăn tức ở gì, nhưng mà Nam muốn chia sẻ những gì Trọng Súng nhắn tin cho Nam thì Nam đưa lên cho mọi người nghe nó, cũng như là cái nói về cái vấn đề của gia đình Trọng Súng. Trọng Súng đi lên Sài Gòn lần ba này như thế nào các kiểu, thì mọi người ngày hôm nay nghe tận tay Trọng Súng gửi ghi âm cho Nam đó. Thì mọi người nãy giờ cũng nghe qua cái đoạn đó rồi đúng không? Rồi thì tiếp tục cái câu chuyện mà Trọng Súng ngày hôm nay thì cũng như ngày mấy cái video trước mà Nam cũng đã nói là Trọng Súng một khi đã về quê thì chắc chắn là về Hà Tiên, là đúng là Trọng Súng về Hà Tiên đó. Thì thành ra là cái câu chuyện của anh Trọng Súng thì Nam thật sự là Nam cũng gọi là không phải như bây giờ là lên đây mà mình cứ ngồi mình nói hoài về câu chuyện Trọng Súng, mà nói để cho khán giả biết được cái sự thật gia đình của anh Trọng Súng, để cho anh Trọng Súng xem được những cái video clip này thì rút kinh nghiệm lại để mà bỏ những cái ý định mà ngồi ở không trông chờ những tiền của mạnh thường quân người ta giúp đỡ, người ta từng giúp đỡ, mà phải dùng chính sức lao động của mình để đi lao động. Và cũng như tất cả anh em Nam chia sẻ lên thì cũng như là tất cả anh em YouTube người ta cũng đã quá gành và cũng không ai muốn quay và cần quay gia đình anh Trọng nữa đó. Giờ kênh nào quay sẽ bị chửi, nên là không ai mà dám nhảy vào cái tham gia cái đợt drama của anh Trọng Súng đó. Nên là thành ra như vậy á, thì ngày hôm nay trong cái câu chuyện mà Trọng Súng gửi thì những cái đoạn ghi âm đó đó, thì không biết ba mẹ của anh Trọng Súng nghĩ cái gì về người con của mình đó, về người anh nuôi của Trọng Súng mà điện thoại lên thì rất là thân thiết thân mật, nói chung là vậy. Nhưng mà thật sự tự mình hại mình nó. Và cũng như là sau khi mà Nam lên Nam chia sẻ thì anh nuôi đi lên đây không biết là làm gì, kêu lên để giúp đỡ, sau khi không giúp đỡ nữa thì bắt đầu là quay lên là lên chia sẻ rồi phân tích rồi nói xấu. Nhưng mà anh là sanh sao để muộn thôi, nhưng mà người ta biết cách đây rất là nhiều, khán giả biết nhiều hết rồi đó. Nên là nhiều những cái chuyện mà về lên lên mà lên để mà kêu Trọng Súng, gia đình Trọng Súng lên, ngày hôm nay Trọng Súng gửi những cái ghi âm đó cho Nam thì coi video thì cũng tự hiểu nha đó, chỉ gửi về số lời với anh nuôi Trọng Súng như vậy thôi đó. Còn về vấn đề giống như là Trọng Súng cũng có chia sẻ là sau khi mà Trọng Súng đi về quê thì hiện tại là bây giờ đi về ở Hà Tiên, cũng như là nhờ cầu cứu ông bà Tò Te ở dưới đó để giúp đỡ đó, chứ còn bây giờ là hết đường binh. Thì giống như những gì mà Nam nói với mọi người, Trọng Súng có khả năng là đi về Hà Tiên rất là cao và không dám ở Gạch Giá, tại vì Trọng Súng Nam cái tính Trọng Súng Nam biết một khi mà bị dí nợ rồi là không dám ở khu vực đó đó.
nên là thành ra sáng ngày hôm nay thì Nam cập nhật được cái thông tin Trọng Súng gửi tin nhắn cho Nam, vậy thì Nam lên trong chia sẻ cho mọi người. Cũng như là sau chuỗi câu chuyện lại thì cái nội dung này Nam cũng muốn nhắn gửi đến gia đình Trọng Súng xem video này, thì bữa giờ Nam đã lên Nam nói về gia đình Trọng Súng để cho Trọng Súng biết được không phải người ta cần gia đình anh quay, và cũng như không phải người ta cần hình ảnh của anh để người ta quay đó. Nên là thành ra anh đừng có ảo tưởng kiểu nghĩ là quay anh là sẽ được được cái này cái kia nên người ta cần anh đó. Thứ nhất, thứ hai nữa là anh phải bán video này kia cho các kênh đó, nghĩ là người ta cần anh. Và cái cuối cùng là nên khuyên vợ chồng anh dùng chính sức lao động của mình để đi lao động kiếm tiền nuôi cho mấy đứa nhỏ, chứ không phải dùng những đứa con của mình gây ra áp lực rồi xong rồi là đưa lên hình ảnh để mà trên mạng để mà mọi người có cái lòng thương để mà giúp đỡ cho anh đó. Thì những cái gì mà Nam chia sẻ cũng như là Nam sẽ vài cái video nữa, Nam nói vài cái video nữa về gia đình Trọng Súng thì Nam sẽ không nói, tại vì nói nhiều quá nó mắc hay mọi người, thì Nam biết gì Nam nói như vậy thôi. Còn không phải cứ người ta bây giờ người ta đi về rồi cho người ta con đường làm ăn chứ không không lên mà nói nữa, và cũng như không có dính líu gì tới gia đình Trọng Súng. Bây giờ Nam xin kết thúc video tại đây. Nếu cô chú anh chị thấy hay cho Nam một like và đăng ký kênh để ủng hộ Nam có động lực cho những video mới. Bye bye mọi người. Bye bye.